Chị à, chị học con ơi. Cái gì? Chị học nè con. Ừ, vậy đi học. Gì à? Cái gì? Vậy đi học nè con ơi. 6 giờ mấy rồi? Đi nhanh đi. Vậy đi học. Ừ. Con. Vậy học con ơi. Vậy học nè. Anh đi. Vậy đi. Học kìa. Trời lặng qua lưng lại hoài vậy. Nhưng nghe đi. Đấy con.